vùng kín của em bé gái thì rất nhạy cảm. Cái thứ hai là nếu chúng ta sử dụng những cái dung dịch gọi là không đúng cách, ví dụ như nước muối hiện nay đối với người lớn chúng tôi cũng không bao giờ chúng ta dùng nước muối để rửa vùng kín đó cả. Cái thứ hai, sữa tắm là sữa tắm mà vùng kín thì nó lại là cái da nhạy cảm nó khác. Cho nên là cái việc sử dụng nó không đúng cách như vậy thì có thể nó đôi khi nó lại gây kích ứng thì lại gây tăng cái viêm nhiễm lên rồi gây xước da rồi rửa rồi ẩm ướt. Đôi khi nó gây ra những cái hiện tượng như vậy. Cho nên cái việc mà sử dụng cái dung dịch nào đúng đối với tuổi và đúng như cái khuyến cáo cho các em ở độ tuổi như vậy thì người mẹ cũng phải hết sức chú ý. Vâng, thưa bác sĩ, như đã trao đổi từ đầu chương trình thì các bà mẹ nên sử dụng dung dịch vệ sinh vùng kín cho bé gái bằng một sản phẩm chuyên biệt. Vậy thì một sản phẩm chuyên biệt an toàn cho bé thì cần những tiêu chuẩn như thế nào ạ? Bởi vì là em bé cho nên để mà sản xuất mình phải là sản phẩm được nghiên cứu chuyên sử dụng cho các em bé. Cái thứ hai nó phải không kích ứng đối với da trẻ. Rồi cái thứ ba nó phải không có mùi, rồi là có tác dụng ngăn ngừa phòng chống viêm. Và cũng phải được sản có nguồn gốc rất rõ ràng và được sản xuất tại những cái nước có uy tín về mặt chất lượng của sản phẩm. Rồi là vấn đề cuối cùng đã được sự cấp phép của Bộ Y tế, tức là cũng phải đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cho bé. Oilam Intima Baby, dung dịch vệ sinh vùng kín cho bé gái từ 1 tuổi trở lên, được sản xuất tại châu Âu với thành phần là các thảo dược hữu cơ giúp cân bằng pH, làm sạch và phòng chống viêm ngứa vùng kín, dùng được cả cho làn da nhạy cảm.